Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì những chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, quý xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Lạy ông muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả những chúng sanh mắc phải tội khổ trong 6 đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả những chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai, như có người Lam, người nữ Lào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phát mà tạm thời sinh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội lắng sanh tử trong 40 kiếp, cũng nữa là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán, người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai, như có người Lam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này chọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, như có người Lam, người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lỗ tai, thời người này sẽ đặng 1000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là trí tâm dưng niệm. Lại vô lượng vô số bất khả thuyết kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hồng Như Lai, như có người Lam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật chừng trong một niệm, thời người này đặng vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai, như có người Lam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này lời pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp, làm vị đại phạm vương đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, như có người Nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn sao đoạn vào chốn ác đạo, thường ở tại cõi trời cõi người, hưởng có vui thù thắng vi diệu. Này bất khả thuyết hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bảo Như Lai, như có người Lam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai, như có người Lam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai, như có người Lam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai, như có người Nam, người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời sẽ đặng vô lượng các Đức Phật nói nhiều pháp màu cho đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Định Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thuộc vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người Lam, hoặc người nữ, chỉ niệm được một danh hiệu của Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu, những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải bị đọa vào chốn ác đạo. Như có người nào sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến nhận đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người lâm chung đó trừ năm tội vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dù rất nặng lề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi động quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhiều người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của chư Phật, nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh nào tự mình xưng danh hiệu chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Ha ha ha,